being closed. Look at the ball. Better be right away. Better be up mauling him right away. Võ Thuật Channel xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2024. Võ Thuật Channel có một số thông tin võ thuật đáng lưu ý sau đây. Võ sĩ UFC Conor McGregor khiến câu lạc bộ Arsenal phải thay đổi về vấn đề an ninh cho các cầu thủ. One 169 lại mất trận trên đai, dời sự kiện đi 14.000 km. Artem Vakhitov, kinh địch từng đánh bại Alex Pereira, gia nhập UFC. Arthur Beterbiev, trước ngày đụng độ Bivon, tôi đấm ai cũng ngủ thôi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết. Võ sĩ UFC McGregor khiến câu lạc bộ Arsenal phải thay đổi về vấn đề an ninh cho các cầu thủ. Vụ việc võ sĩ nổi tiếng UFC Conor McGregor xuống sân và giao lưu với các cầu thủ Arsenal khiến ban lãnh đạo đội bóng này lo ngại. Huyền thoại UFC Conor McGregor đã có màn giao lưu cùng với Bukayo Saka và Declan Rice của Arsenal sau chiến thắng 2-0 trước Paris Saint-Germain ở cúp C1. Võ sĩ Ireland đã có màn đấm đá vui vẻ với Saka, nhưng điều này khiến câu lạc bộ Arsenal thấy lo ngại. Tờ The Times cho biết Arsenal đã bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ về việc Conor McGregor đã vào sân như thế nào và không muốn điều này tái diễn. Một nguồn tin cho hay McGregor thực tế không được phép xuống sân để giao lưu với các cầu thủ Arsenal như vậy, đã có lỗ hổng về vấn đề an ninh trước và sau trận đấu. Ban lãnh đạo Arsenal sẽ làm việc và thay đổi các quy định liên quan tới an ninh cho đội bóng để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ. One 169 lại mất trận trên đai, dời sự kiện đi 14.000 km. Thêm một biến cố nữa đến với One Championship khi sự kiện tiếp theo tại Mỹ của giải đấu đối mặt sự thay đổi lớn về võ sĩ và địa điểm. Từ thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, One Championship đã chính thức xác nhận sự kiện One 169 sẽ vấn trận bảo vệ đai Muay Thái hạng 70kg của Tao Văn Trai trước Jonathan Wood. Cuộc đối đầu này đã được lên lịch sau hai trận đấu gây tranh cãi. Lần đầu tiên Jonathan Wood thua trận trước Tao Văn Trai theo luật kickboxing ở One Final 15. Ở trận tái đấu trên đai Muay Thái One 167, kết quả này lại tiếp tục lặp lại với một kịch bản trận đấu gây tranh cãi. Trận thứ ba giữa đôi bên tại One 169 đã được thông báo từ lâu. Tuy nhiên trên thực tế, sự vắng mặt của cả hai tại sự kiện sắp tới là hệ quả đã được dự đoán từ trước. Tại One Friday Fight 81 hồi cuối tháng 9 vừa qua, Jonathan Wood để thua knockout trước Super Bowl chống vánh chỉ sau 1 phút 43 giây bởi đòn trỏ quy lực. Kết quả này khiến đa số khán giả tin rằng Smoking Joe không thể đủ khả năng tham gia trận đấu quan trọng diễn ra sau 42 ngày. Hiện tại One 169 còn 3 trận trên đai. MMA hạng nặng được kim vô địch Anatoly Malikin gặp Omar Khan. Muay Thái hạng rùi được kim vô địch Rostam Chimanon sẽ đối đầu với Jacob Smith. MMA hạng nhẹ được kim vô địch Tristan Lee sẽ đối đầu với Alibet Rasulov. Không chỉ mất đi một trận trên đai hấp dẫn, One 169 còn chứng kiến sự thay đổi lớn hơn gấp nhiều lần. Thay vì tổ chức tại State Farm Arena Atlanta thuộc tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ như dự kiến, sự kiện sẽ quay trở về sân vận động Lumpini, Bangkok, nơi được xem như địa điểm chính của One Championship, cách nơi dự kiến ban đầu 14.000 km. Dĩ nhiên, những biến cố này của One Championship không nhận được phản ứng tích cực. Với trường hợp của Jonathan Wood, không ít kiến thắc mắc, One lại đưa ra quyết định phi lý khi cho một võ sĩ thượng đài trước trận trên đai quan trọng chỉ hơn 40 ngày. Việc chuyển địa điểm cũng được cho là đến từ cân nhắc của giải đấu về One 169, nơi không có các ngôi sao đáng chú ý như One 168 vừa diễn ra tại Denver, Colorado. Dù cho sự góp mặt của Rostam, việc anh đối đầu với võ sĩ từng một lần đánh bại không nhận nhiều sự ủng hộ. Với trận trên đai hạng nhẹ, đương kim vô địch Tristan Lee đã nghỉ thi đấu quá lâu, khiến độ nhận diện của anh không còn như trước. Đó là chưa kể đối thủ Alibet Rasulov cũng mới chỉ có một trận đấu tại One. Thậm chí nhiều người cũng không để ý về sự hiện diện của tay đấm người Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng, đương kim vô địch hạng nặng Anatoly Malikin, cổ máy knockout sẽ đối đầu Omar Khan. Đây là võ sĩ đã có thành tích 5 thắng, 1 thua tại One, một con số thoạt nghe có vẻ khá ấn tượng. Tuy nhiên, màn trình diễn có phần xấu xí gần đây của Real với Roger Ketchup trên mạng kickboxing khiến hình ảnh của anh cũng mất đi thiện cảm trong mắt khán giả. Artem Vakhitov, kinh địch từng đánh bại Alex Pereira, gia nhập UFC.
Artem Wakitov giờ đây sẽ bắt đầu câu chuyện rượt đuổi đối thủ cũ đúng như cách Alex Pereira từng bắt đầu sự nghiệp tại UFC. Sáng ngày 9 tháng 10, chương trình tuyển chọn võ sĩ cho UFC Dana White Contender Series hướng khán giả chú ý đến cuộc đối đầu tâm điểm Artem Wakitov và Islam Maskrab. Artem Wakitov là người từng để thua Alex Pereira đương kim vô địch hạng bán nặng UFC ở sự kiện kickboxing Glory 77, sau đó giành chiến thắng ở Glory 78. Cả hai kết quả đều bằng tính điểm, tay đấm người Nga chỉ thượng đài thêm một trận kickboxing và quyết định chuyển sang MMA cuối năm 2023. Sau thất bại đầu tiên vì chấn thương vai, Wakitov có thêm hai cú knockout các đối thủ ngay trong hiệp 1 và được mời tham dự sự kiện Dana White Contender Series. Chỉ mất vài phút thăm dò, Wakitov nhanh chóng tung một tổ hợp đồng tay kết thúc đối thủ. Chủ tịch Dana White thậm chí đã tiết lộ ông vốn do dự về việc ký hợp đồng với Artem Wakitov, nhưng chính Alex Pereira đã cổ vũ ông đưa ra quyết định này. Đó là lý do tôi xuất hiện muộn. Tôi đã nói chuyện với Alex. Cậu ấy nói về việc Artem dùng những tình huống ôm ghì nhiều hơn. Nhưng cậu ấy cũng nhấn mạnh tôi nghĩ cậu ấy đủ tài năng và xứng đáng có mặt ở UFC. Cậu ấy còn hàng tá trận đấu đang chờ đợi. Thật hấp dẫn khi những chàng trai này đang bước ra khỏi vòng tròn an toàn như Israel và Alex lại làm rất tốt ở UFC. Tại sao không? Họ đã đánh những trận quá điên rồ mà tôi tin rằng chẳng kiếm được mấy đồng. Chana Chetzic và những người khác đến đây, mọi thứ trong cuộc sống họ đã thay đổi. Sự xuất hiện của Artem Wakitov được xem như kịch bản từng xảy ra với Alex Pereira trở lại năm 2021. Alex Pereira cũng có 3 chiến thắng, 1 trận thua trên sàn MMA sau khi chính thức kết thúc sự nghiệp kickboxing. Tay găng người Brazil vẫn được UFC ký hợp đồng và đã nối tiếp câu chuyện với nhà vô địch, lúc đó là Israel Adesanya, người từng 2 lần thua Pereira ở kickboxing. Giờ đây, Artem Wakitov đang được trao cơ hội bởi chủ tịch Dana White và được cổ vũ bởi chính đối thủ cũ. Dĩ nhiên cũng giống như Pereira, Wakitov sẽ vượt qua một số thử thách nhất định nếu muốn gặp lại kình địch một thời. Artem Wakitov là một trong những võ sĩ Muay Thái tiêu biểu của Liên bang Nga khi còn thi đấu Muay nghiệp dư. Wakitov từng 3 lần vô địch Liên bang Nga, giành một huy chương vàng World Combat Games, tổng cộng 12 huy chương vàng các giải đấu thuộc IFMA, Liên đoàn Muay Thái Thế giới tại các cấp độ liên bang 5 lần, châu Âu 3 lần và thế giới 4 lần. Anh cũng là nhà vô địch Glory với 2 lần lên ngôi, 5 lần bảo vệ đai và kết thúc sự nghiệp kickboxing Muay Thái nghiệp dư với thành tích ấn tượng 88 thắng và 4 thua. Arthur Peterbilt trước ngày đụng độ Bivol, tôi đã mai cũng ngủ thôi. Sự tự tin, tỷ lệ thắng knockout hoàn hảo khiến Arthur Peterbilt tin rằng chiếc đai cuối cùng đang trong tay Dmitry Bivol sẽ sớm thuộc về mình. Arthur Peterbilt sẽ bước vào trận trên đai ngôi vô địch tuyệt đối hạng bán nặng với Dmitry Bivol vào rạng sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 10. Mục tiêu của võ sĩ 38 tuổi không khác gì ngoài thâu tóm nốt chiếc đai WBA đang thuộc sở hữu của đối thủ. Có lý do để cuộc đối đầu cuối tuần này được xem là nhiệm vụ khó khăn với Peterbilt khi mà Bivol được đánh giá là cái tên có kỹ thuật vào hàng bậc nhất của làng vườn Anh đương đại. Đã 23 trận đấu trôi qua, chưa một đối thủ nào, bao gồm cả ngôi sao Canelo Alvarez, có thể lấy đi một chiến thắng trong tay Bivol. Thế nhưng niềm tin của khán giả và chính Peterbilt và bản thân anh đến từ con số được xem là hoàn hảo. Hơn 20 trận toàn thắng bằng knockout, Peterbilt cũng là nhà vô địch thế giới duy nhất có được thành tích toàn thắng knockout đến thời điểm hiện tại. Chúng tôi không chỉ nghĩ đến việc knockout, đó không phải là điều quan trọng nhất mà tôi và đội của mình nghĩ đến. Nhưng nếu tôi đánh trúng thì ai cũng có thể gục. Dĩ nhiên sẽ chẳng hề tốt chút nào nếu bạn chuẩn bị cho một trận đấu chỉ với một kịch bản. Bạn cần thi đấu với cái đầu thông minh hơn thế. Một điểm đặc biệt nữa cũng khiến khán giả sẽ hoàn toàn tập trung vào tính chuyên môn của trận đấu này. Cả Dmitry Bivol và Artem Peterbilt đều không có ý định sử dụng những lời khiêu khích hay chiêu trò chọc tức đối thủ như những trận đấu khác. Tất cả họ đều tin rằng bức tường tâm lý của đối phương là quá vững chắc. Việc tìm cách công phá chúng thậm chí còn ảnh hưởng đến chính hình tượng của bản thân. Trận đấu giữa Artem Peterbilt và Dmitry Bivol chắc chắn sẽ rất hấp dẫn, rất hay. Quý vị và các bạn, chúng ta đừng nên bỏ lỡ nha. Và đến đây thì Võ Thuật Channel xin kết thúc bản tin ở đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.